đây là pháp thanh xã Quế Lập, huyện Nam Sơn, giới thiệu là hội đoàn thanh niên với internet, bà con và các bạn thân mến. Vào ngày 13 tháng 10 tại xã Quế Lập, huyện Nam Sơn đã diễn ra sự kiện internet với thanh niên. Tham gia sự kiện internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và internet. Để hiểu ra hơn, máy tính và internet có thể mang lại những điều bổ ích và hữu ích như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và trí nhớ internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ Binh Melia Gold Foundation tài trợ. Kể từ khi internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy những lợi ích của internet mang đến cho xã hội. Internet giúp các cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý